Rồi, alo tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục quay một video làm mắm cá lăng tông mọi người. Thì mình có mua được 9 ký cá mọi người. Giờ mình sẽ dắt lên để đi làm. Thì cá này mình mua chiều hôm qua mọi người, mình muối nước đá để cho nó mềm bụng mình mới dễ làm. Bự không? Cá đục bự không? Cái này có trứng à. Bự. Giờ mình sẽ đem đi làm sạch bụng mọi người. Mình đi làm dưới sông á, lâu lắm, nắng, trời nắng mình không có quay được cái khúc đó mọi người. Rồi mình làm xong, mình rửa xong mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Đây nè mọi người, mình làm cá sạch nè mọi người. Thì mình làm gần 2 tiếng hộ rồi, thì 9 ký cá mình làm xong còn vô đây nè, thì mình chưa cân, chừng nào mình để cho gáo nước mình sẽ cân bỏ muối vô mọi người. Trước khi mình để cho gáo nước mình banh nó ra mọi người, nó ra cho nó trống ở giữa để cho nước nó thoát, nó mau khô. Thì mình canh mọi người, mình canh chừng nào mà cá của mình nó khô nước, gáo nước mình mới trộn mọi người, mình mới vô muối ha. Rồi mình sẽ kiếm cái miếng vải mình đẩy lại. Mình đẩy lại đừng cho ruồi nó đẻ trứng mọi người. Thì một lát nữa mình sẽ trộn muối cho mọi người xem. À, quay đây cầm đây. Cầm hai tay đi. Cầm ngay 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 giữa đúng rồi đó. Rồi bây giờ cá của mình ráo nước mọi người. Giờ mình sẽ trộn mọi người. Thì cá của mình còn 6 ký mọi người, 6 ký thì mình để 1 ký 2 mọi người. Ký 2 muối ha. Sau khi muối xong mình sẽ bỏ vô xô này mọi người để dễ.
sẽ đặt lại, mình sẽ đè lại sát luôn đi. Rồi vậy thì mình sẽ để hai đêm mọi người, hai đêm rồi mình sẽ kiếm cái gì đẩy lại mọi người, kiếm thao hoặc là mạ giải mình đẩy lại như vậy nè. Rồi mình hẹn mọi người hai đêm nữa mình sẽ chọn cho mọi người xem tiếp ha. Rồi đây là mọi người, thì mắm của mình muối hai đêm mọi người, mà bây giờ mình sẽ đổ ra gỗ này mọi người. Thành một cục nha mọi người, thấy là đẹp không? Rồi bây giờ mình sẽ rửa mọi người, mình sẽ rửa mắm nha mọi người, mình sẽ rửa rồi mình mới dắt, mình rửa đừng cho nó tanh mọi người, bớt cái mùi tanh. Thêm cả nước nữa. Sau khi mình rửa xong mình sẽ dắt mọi người. Giờ mình sẽ dắt bỏ vô thau đây. Sẽ dắt nè. Dắt cho nó khô nước. Mình nhớ mình muối hai đêm mọi người, hai đêm mình mới làm mới ngon nè. Ba đêm thì cá nó mềm lắm. Cá lòng tông mà chúng ta muối nhiều quá, nhiều đêm thì nó mềm cá hết. Cái này là mình chỉ mọi người là hết cách luôn rồi đó, không có giấu giếm gì hết. Con quay chậm chút thôi, con quay nhanh quá. Thì mình làm này mọi người, lúc trước mình không có chắc đâu, mình úp để cho nó khô một thời gian rất là lâu mọi người, mình để cỡ 1 tiếng 2 tiếng á. Nhưng mà bây giờ mình không có đợi mọi người, mình rảnh thì mình làm luôn, còn mình không có thời gian thì mình úp bỏ đây này, mình rửa xong mình bỏ đây cho nó nước nó tự động nó khô hơn đó. Không bây giờ mình có thời gian mình dắt làm cho nó nhanh luôn, làm cho mọi người xem cho nó kịp. Vừa dắt xong mọi người, giờ mình sẽ trộn luôn mọi người để cho mọi người xem cho nó đừng có đợi lâu. Đây. Giờ mình có thính, đây là thính đó mọi người. Đây. Thính này mình mua ngoài chợ mọi người, thì mình không có thời gian rang gạo rồi mình xay nó máy xay mình hư rồi. Giờ mình sẽ bỏ thính vô mọi người, thì thính mình bỏ chừng nào thấy mắm của mình vừa lòng mình thôi mọi người, mình cảm thấy được là được à, không có nhiều không có ít gì hết á. Đó, mình gãi như nè,
nên mình trộn trộn lên. Mình trộn, nếu mình thấy ít chưa vừa lòng mình thì mình thêm chút nữa mọi người. Thì cái này là chỉ cái giai đoạn một thôi, tới chừng mà mình ăn được á, mình đem ra mình trao, mình cho thính, cho đường, cho bột ngọt nữa mọi người, chứ không phải làm vậy xong là xong đâu nha. Mình thấy mắm của mình nó chưa có đỏ mọi người thấy không? Đây là nó đang thiếu thính nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho thêm mọi người, cho thính thêm ha. Đó, cho thính thêm. Đó, rồi thêm một phần nữa đi. Đó. Rồi bây giờ lần này mình sẽ cho bột ngọt đường vô luôn mọi người. À, con bấm dừng cái đi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột ngọt vô mọi người. Thì bột ngọt mình mới đầu này mình cũng cho vừa phải mọi người. Bây giờ mình cho bao nhiêu thôi ha, 6 ký cá ha, cho nhiêu đây thôi. Bột ngọt này chưa có mình cho, chẳng qua là cho cái vị cho nó thêm đậm đà mắm của mình chút thôi. Còn nữa tới tới mình trộn ăn mình cho thêm. Bây giờ đường thì mình sẽ cho 3 muỗng mọi người. 1 2 3 để cho nó mắm nó ra nước nó ngon một phần thôi ha. Rồi mình trộn đều lên. Nó mắm của mình nó đỏ đó mọi người thấy không? Đủ thính là nó đỏ đẹp đó. Thì cái thính này nè nó sẽ làm cho mắm của mình nữa nó ra nó có màu đẹp mọi người. Nó ra cái nước đó, nước thính đó. Cái này mình làm ăn đêm mọi người, mình không có thời gian, ngày mình đi làm mà. Làm ăn đêm. Rồi mình trộn đều mọi người, bây giờ mình sẽ vô keo luôn. Mình sẽ vô keo cho mọi người xem luôn ha. Đây. Thì keo của mình chuẩn bị keo 10 kg mọi người, nhưng mà nó để không đủ, chắc nó không đầy đâu. Thì mình có keo này không, mình không có keo 7 kg. Nếu mà có keo có 7 kg là mình vô vừa. Rồi mình sẽ vô ha. Thì mình vô mình canh ha mọi người. Mình sẽ nắm mắm nha nè. Là 3 lần ha, 3 tay. 3 tay. Đây. 3 tay. Rồi sau đó mình sẽ lắc. Lắc keo này nè. Cho nó dẻ rồi. Tay mình sẽ đè lại ha, đè nhẹ nhẹ vừa thôi, không có đè mạnh quá ha. Đó. Đè nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Đây là được một lần nè, rồi mình thêm 3 lần nữa nè. Một nắm nè. 2 nắm nè. 3 nắm nè. Đó. Rồi mình sẽ lắc nhẹ nhẹ. Mình sẽ đè. Mình đè như vậy là đừng có để nửa nước nó động lại ở trong mắm đó mọi người. Nước nó chỉ chạy xung quanh keo thôi, nữa nó không chạy vô trong này được đâu. 2 3 mình sẽ đè nhẹ nhẹ nữa. Năm nay mình ở dưới quê mình cá lồng tông nó không có mọi người, nó hiếm. Năm nay mình làm ít à. Mỗi năm mình làm một cái tấn lận. Năm nay mình làm được có mới có 20 kg gì à. Năm nay thất rồi, không có làm, không có quay video được nhiều. Rồi bây giờ mắm của mình nó không có đầy keo mọi người. Thì cái này nè, thì nó rất là khó gài mọi người. Thường thường là phải đẩy tới cái miệng này nè mình mới gài dễ mọi người.
Bây giờ mình sẽ tìm cách mọi người. Mình sẽ tìm cách để kiếm cái gì mình lót vô trong này nè. Không bấm tắt thôi là. Đây nè mọi người, mình sẽ tìm một cái dĩa nhỏ mọi người, mình sẽ kê lên mọi người ha. Với cái chén này nữa nó mới cứng được, không thôi là mình gài không có được. Thì trước khi gài thì mình sẽ cho cái mo cao này vô mọi người để mình đẩy nó lại. Này là mình thấy là nó chưa có đầy mọi người, nó không có vừa. Giờ mình sẽ tìm cách mọi người. Rồi, tắt đi. Giờ mình đã tìm được cái miếng mà nắp mũ này mọi người, nó phù hợp nè, nó mềm dẻo được nè, mình để vô được mọi người. Đó. Vừa luôn mọi người. Đây. Rồi giờ mình sẽ kê thêm cái lớp này mọi người. Để cho nó cao dậy thêm một chút. Rồi mình sẽ để cái miếng này cuối nè. Đó. Để lên. Rồi tiếp tục mình sẽ để chén lên mọi người. Đây. Để chén lên. Rồi sau cuối cùng là mình sẽ lấy cái thanh tre mọi người, mình sẽ gài lại ha. Đó. Để nè. Rồi tiếp tục chừng nào mình thấy cứng thôi mọi người. Để xuống. Không này quan trọng mọi người, nếu mà mình gài không có dính là nó lật lên, mắm của mình nó sẽ nổi lên trên này nè, rồi mắm của mình nó sẽ thấm nước mọi người, thì lúc đó mắm của mình hư hết. Thì mình làm tầm khoảng 1-2 ngày là nước nó ra mọi người. Nước nó sẽ ra rất là nhiều. Rồi mình sau khi mình gài xong mọi người. Mình gài xong thì mình cũng phải canh chừng ha. Canh chừng coi nó có bị lật không mấy cái cây này, nhằm khi nó lật mọi người cái nó áp suất trong đó nó tăng lên á. Lật. Gài rất là khó gài, thế vậy không phải dễ đâu. Mình vừa gài xong mọi người. Thì mình gài như vậy 1-2 ngày mình sẽ thăm một lần mọi người. Mình coi coi cây của mình nó có bị lật không, chán của mình nó có bị lật không. Nếu mà lật thì mình sửa lại mọi người. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Mọi người nhớ xem và ủng hộ kênh của mình nha. Thì mắm này là mình làm từ 1 tháng trở lên mới ăn được mọi người. Thì tới nữa ăn được mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp ha. Xin chào tạm biệt mọi người.